Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty chầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ chầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 7 ly, miếp với chăm hoa sen vàng 24K, bi vàng 18K, chăm ngọc bích và đá ngọc bích. Chăm hoa sen tượng trưng cho sự thiêng liêng, cao quý, sự giản dị, mang đến sức khỏe dồi dào, đem đến sự thuận lợi và may mắn trong công việc và cuộc sống. Chuỗi 108 hạt mang ý nghĩa đoạn trừ 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu. Bên công ty chầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo yêu cầu của khách hàng nha.